Xin chào các bạn, chúng ta sẽ đến với năm từ vựng ngày hôm nay. Aunt. Aunt. Người gì hoặc là cô. Birth. Birth. Sự sinh ra. Brother. Brother. Anh em trai. Close. Close. Gần gũi, đây là tính từ. Cousin. Cousin. Anh chị em họ. Chúc các bạn luyện tập thật tốt.